Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Thì nếu như doanh nghiệp của mọi người đang hoạt động trong lĩnh vực buôn bán và bạc và trang sức, mọi người đang cần tìm một chiếc máy in có thể in được những content chuyên dùng cho cái ngành nghề trang sức này, thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy in có model đó là Ring 1012 PLM cộng. Thì đây là một dòng máy xuất xứ 100% từ Nhật Bản. Nó có thể in được những content kích thước nhỏ và có đuôi phục vụ trong cái ngành nghề này của mình, và nó có nguồn in được chữ rất là sắc nét lên những content này. Ngoài ra thì đây là một dòng máy với hiệu suất in công nghiệp nên nó có thể in được tem nhạc với số lượng rất là nhiều. Thì những content này mình có thể in lên đó khối lượng vàng, công hoặc là thông tin về cửa hàng, thông tin về những cái thông tin liên hệ, hoặc là mình có thể là in những mã vạch để phục vụ cho cái công việc thanh toán. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết và in thử xem cái khả năng in ấn của chiếc máy này. Thì đây là dòng máy Ring 1012 PLM cộng mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy ở bên ngoài ha, đây là một dòng máy với thiết kế rất là nhỏ gọn để mình giúp mình có thể là để nhiều vị trí khác nhau, tiết kiệm được cái không gian làm việc của mình, nhưng nó cũng là đang sử dụng cái hiệu suất in công nghiệp cho mọi người. Mọi người có thể nhìn bên ngoài, bao bọc ở bên ngoài của nó thì hầu như tất cả các phụ kiện bên ngoài được là bằng kim loại, nên thành ra nó giúp mình có thể là bảo vệ được chắc chắn và bền chắc hơn đối với cái dòng máy in này. Mọi người có thể xem ha. Đây, tiếp theo thì em giới thiệu một xí, thì đây là phiên bản tiêu chuẩn của nó, thì đó có cổng kết nối, đó là USB và cổng RS232. Nó có option thêm cổng LAN, nếu như mọi người cần thì mọi người có thể là đặt cái option riêng cổng LAN nha. Đó là cái phần về cổng kết nối. Đi tới trước một xí, ở phía trước màn hình thì chiếc máy có màn hình để nó có thể hiển thị cái trạng thái hoạt động của cái máy này. Nó có thể hiển thị là những cái trạng thái hoạt động và lỗi để mình có thể là xem, mình khắc phục những cái lỗi cơ bản ha. Và đây phía dưới này thì có một vài nút, có 4 nút nhấn để cho mình có thể là điều chỉnh những cái thông số khi mà mình tiến hành sử dụng và in ấn. Và đây có hai cái đèn cảnh báo trạng thái thì mình có thể xem và biết được cái trạng thái của chiếc máy đang hoạt động. Đây là cái phần giao diện phía trước của nó. Thì đây là cái phần trước này là cái phần in tem ra, cái cửa sổ in tem ra, mình có thể là nhìn thấy tem nhạc ở phía trước này ha. Đây là mực. Em mở ra cho mọi người xem về kỹ hơn một xí về bên trong chiếc máy này nha. Mọi người có thể xem sơ qua bên trong máy thì phía sau này, đây là cái trục mực, phía trước là trục thu. Trục mực thì mình có thể lắp được quần mực 300m và mình có thể là tiến hành in ấn ha. Còn dưới này, đây là cái trục này là trục gác giấy, mình có thể là sử dụng quần giấy 50m hoặc là 100m, cái này là tùy ha. Còn tối đa mình có thể sử dụng quần giấy 100m nha mọi người. Đây, phía trước này, đây là đồ in của máy. Đây là dòng máy có độ phân giải đó là 300 dpi, nên thành ra có thể cho mình cái bản in ra sắc nét. Và cái đồ rồng đầu in của nó, đây là đồ rồng tiêu chuẩn 4 in, tương đương với 104 mm nha mọi người. Đây, mọi người có thể xem thì tổng quan sơ bộ một xí phía trước và phía trong và phía ngoài của chiếc máy này, mọi người có thể nhìn qua ha. Cái ưu điểm nổi bật nhất của cái dòng máy này so với một số dòng công nghiệp khác đó là kích thước rất là nhỏ gọn nhưng hiệu suất không thay đổi, vẫn là hiệu suất in công nghiệp. Và bên ngoài của nó, mình hầu như những cái chi tiết được làm bằng kim loại giúp cho chiếc máy có được độ bền cao hơn và độ chắc chắn hơn. Thì đó là một số cái thông số nổi bật và ưu điểm của cái chiếc máy Ring 1012 này. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đi thử cho mọi người xem cái khả năng in ấn của chiếc máy Ring 1012 PLM cộng này nha. Em sẽ in thử ạ. Đây, em tiến hành in là 10 con ha. Đây, mọi người thấy tốc độ in của nó cũng khá là nhanh ha. Tốc độ in cao nhất của chiếc máy này đó là 4 in nha mọi người, 4 in trên giây á. Đây, mọi người có thể xem chất lượng in ra của máy. Thì đây là dòng máy với độ phân giải là 300 dpi, nên thật ra nó có thể cho cái đồ bản in ra được sắc nét và rõ ràng như mọi người thấy ở đây ha. Đây, trên này thì mình có thể in được rất nhiều thông tin. Đây, em đang thiết kế màu một cái thông tin thôi, còn mọi người có thể tùy ý thiết kế theo cái thông tin mà mình cần, gồm có tên sản phẩm, cái trọng lượng, kích thước, những cái tên của cái cửa hàng, rồi cái mã vạch để mình phục vụ cho cái việc tính toán. Sau khi in xong thì mình chỉ cần lột cái con tem này ra và mình gắn lên trang sức. Đây, thì cái mục đích của cái đuôi này là để mình có thể là lột qua, là mình gắn lên trang sức như thế này này. Đó, xong rồi mình gấp cái này lại ha. Đây, mọi người gấp gấp con tem lại.
Đây, mọi người có thể là thì nó sẽ thành ra như vậy. Đây, mọi người có thể thấy không? Đây thông tin, bên này là thông tin, bên này cũng có thông tin là con tem nó gắn lên trang sức của mình như thế này, rất là tiện lợi và rất là đẹp đẹp ha, đẹp cho người năng thức đầy đủ thông tin cho khách hàng có thể xem, và mình cũng có thể là sử dụng nó để mình tính tiền hoặc là mình phục vụ những cái mục đích khác của trong cái việc quản lý của mình. Đó, mọi người có thể xem ha. Đây, đây là cái bản in, bây giờ em sẽ tiến hành in thử thêm cho người xem cái khả năng in của nó ha. Chất lượng in của dòng máy này rất là đồng đều nha mọi người, từ con tem đầu tiên đến con tem cuối cùng chất lượng in là như nhau và tốc độ này bạn đi. Ngoài cung cấp thiết bị thì bên em cũng có cung cấp cái nguyên phụ liệu đi kèm, đó là cái mực và cái giấy này, thì nếu mà người có nhu cầu thì mọi người cứ liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật, tụi em sẽ tư vấn và báo giá cho mọi người. À, thì vừa rồi em đã giới thiệu cho người một số thông số tính năng cũng như in thử thực tế cho người xem về cái khả năng in ấn của dòng máy Vin 4012 PL+ đối với những tem nhạc trong ngành hàng trang sức và vàng bạc. Thì đừng chiếc tem này nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong việc quản lý vận hành cũng như trong việc là thanh toán được hiệu quả và chính xác hơn. Thì ngoài ra những chiếc tem này nó cũng tạo cho mình được sự sang trọng và chuyên nghiệp trong sản phẩm lẫn cả thương hiệu. Thì nếu như mọi người cần tư vấn thêm hoặc là tư vấn chi tiết đối với dòng máy in tem nhạc cho người trang sức này thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.